xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng com hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn chiếc đề ơ bộ truyền động của shimano hãng uh, shimano thương hiệu là touray tx Tourlay tx shimano Tourlay tx Để trước chiếc đèn này, này thì được bằng làm bằng thép trắng không gì có hai bánh tì bằng nhựa tỷ xích bằng nhựa cũng như các chiếc đèn khác là cũng có dây ốc luồn dây cáp và ốc điều chỉnh chế độ chạy ra lớn nhất và chạy vào sâu nhất các khớp chuyển động có đều có mỡ bôi trơn chiếc xe Shimano Tole thì được thuộc dòng trung cấp của Shimano, có được bán tại uh, trang web xe đạp Hải Phòng .com nếu các bạn quan tâm đến các bộ chuyển động của Shimano hoặc phụ tùng xe đạp thể thao, xe đạp trợ lực các loại thì hãy liên hệ với chúng tôi, có thể ấn like video và ấn theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Tôi xin cảm ơn các bạn đã xem video.